Đề tài của chúng em thì làm về mục tiêu là trứng cất nước ngọt trên nước biển ạ. Và hiện tại thì đề tài gần như đã hoàn thiện hết mức vì bọn em đã cố gắng và chăm chỉ rất là nhiều trong một năm qua. Và đây là lúc mà đề tài đã gần như ở mức là hoàn thiện nhất và đã sẵn sàng để có thể sang Mỹ tham dự kỳ thi khoa học kỹ thuật quốc tế ạ. Cảm giác như là mình sợ như đề tài của mình sẽ không thể sang bên kia để đo sức với các quốc gia khác ấy. Nên là một lo lắng. Mong các cơ quan chức năng và các những người có thẩm quyền cao thì có thể quan tâm và giúp đỡ em để có thể đạt được tấm visa để sang Mỹ vào tháng 5 này. Vì có lẽ họ nhầm, vì có lẽ họ nhầm một tí. Hai người, hai buông em phòng ở đây, sau bốn ngày sau chuyển sang bốn ngày, sau bốn ngày. Thời điểm hiện nay thì nó là hoàn thiện tất cả các khâu của dự án, để các thuyết minh rồi là vân vân hồ sơ. Thì các em và cũng thầy trò rất là hào hứng để tham gia cuộc thi ở quốc tế và cũng hy vọng là ở đó sẽ có kết quả tốt. À, tuy nhiên là vừa rồi phỏng vấn để xin cái visa thì có một số chút trục trặc. Tại cho đến hiện nay là hai em thí sinh thì dự thi thì hiện nay chỉ mới có một em Phùng Văn Long thôi, còn em Nhật Anh vẫn chưa được và đích thân giáo viên hướng dẫn cũng chưa có được. À, thì cũng mong muốn sắp tới là sẽ các cơ quan chức năng sẽ tạo điều kiện ủng hộ. Đấy, đặc biệt là đại sứ quán để cấp visa để em đi thi bên kia trọn vẹn. Vì nếu như mà không được em Nhật Anh không được đi thì cái vì đăng ký bên cuộc thi là đăng ký hai tác giả. Em Nhật Anh không được đi thì có nguy cơ là có thể dự án không được tham dự tại cuộc thi này. Mình đi về sau. Bác ạ.